cái cuối cùng luôn bạn ơi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Bây giờ nó hơi dài, mong các bạn thông cảm nha. Bình thù hút con thôi, bỏ cho bể túi luôn coi. Vô đâu hả? Ngon, bự lắm hả anh? Gì? Vô được cho em coi coi. Thiệt không mà đừng có cho anh tôi thấy cha nội. Cái thanh nó coi nè, cái này của này. Trời ơi, bắt ra luôn anh ơi. 1 ký mấy luôn. Trời ơi, nặng dữ lắm rồi, một con là no cơm. Trời ơi, phân đó nè. Phân nó ỉ ra nè. Gặp này nhỏ quá. Nhỏ, kệ người ta. Tôi mới gặp vậy tôi giục người đó, tại gặp nó lớn mà. Trời ơi, nó dảnh cái hôm lên trời nó ép, cái hôm này dảnh bằng lên máy trên luôn. Ok, bắt anh đây, ngồi đây nó bắt luôn đi. Bắt đi luôn rồi. Thôi đi sao mất thời gian quá à. Thôi không, mở ra coi không. Thì anh mở đại cái đi, mở cái luôn đi. Ừ. Thôi cái đi quá, trời ơi. Thầy ơi, thầy hay dữ thầy. Cảm ơn em nha. Hai con hai con đi. Hai con một con thôi rồi mới vô đồ, còn hai con là tập. Em thấy là một con à, nó có phanh nó bự dữ lắm mà. Trời đất ơi, sao mình không thấy đường chân trời. Con này chắc xem quay cái kiểu gì mà không thấy đường chân vậy trời. Sống mười mấy năm rồi quá. Chắc là em quay không thấy đường chân anh ơi. Nắng phải không? Nó chói nắng quá hả? Anh ve là dẫn được không? Ve là chút xíu đi. Ui ui. Làm bể cái chỗ này luôn, gắn quá chặt gắn rồi bạn ơi. Mình thấy dữ lắm con gắn này. Con gắn này vô bộ biết sao không? Nó lại gần cái quán nè. Quán này nè, quán karaoke nhà ý kêu gì mà. Trời ơi, bữa nay em dở cái túi gắn này có nhiêu trời. Ủa sao nhét vô nữa? Thì anh mở đại đi chứ hết em có túi đâu đựng đâu. Giờ mở túi trước nha anh em thông cảm đợi chút luôn. Tại vô. Thầy đặt quá trời mà thầy lấy cái túi nó lớn. Bể túi luôn rồi. Đã dặn rồi lấy túi bự nối hoài thì mai tôi lấy cái túi tôi cho bằng cái túi bự luôn. Nhà có túi đựng 20 kg. Ừ. Quá chặt gắn anh em ơi. Gắn này chấm dần đặt cái lực hồi đó giờ mình mới đường dính đó. Gắn này chắc cũng tụng gì? 4-5 kg. Quá chí luôn. Nè, 1 phanh 2 phanh còn cái lớp trên kia đó các bạn, cái đầu nó giống làm như đây nè. Nè, 3 phanh luôn nè. 3 phanh cạnh cạnh nè, gắn này bị lớn. Khủng khiếp luôn. Gắn này cắn một cái mở chảy tới gâu. Gâu. Ơi trời ơi. Cầm tiếp cái túi nè. Quá trời dở hết lên rồi má ơi. Dở hết lên nè, trong đây có hai con mà trong đây có con ký lô 2 trong này nữa nha. Con khoảng ký lô 2 đó là con nằm nào nó mất tiêu rồi, con này hay gì nè. Con ký lô 2 với một con nhất, nói chung là hai con nhất hay gì đó á. Quá chậm. Ủa, con này con còn nè. Chắc tôi chia tay sớm với bồ cho đời bớt cổ. Đặt chung với bồ bắt hết gắn bự tôi có được con gắn gì đâu. Bữa nay trời nữa. Con nào chết không vậy? Có ngọt không? Nay về vợ chửi nữa. Đừng có chết nha. Trời ơi. Chết đâu, lần chết được. Cứ ngắt cái túi rồi. Chết thì chắc không chết rồi mà nó đè nó. Con nào con ấy cứ ngắt cái lưới luôn, cứ ngắt luôn trời. Lấy túi bự một chút, lấy túi nhỏ quá. Gì trời? Thì nó đầu nó vô thì con lội này nó quấn chuột mà, nó vô được cái đầu thì nó sẽ quấn chuột thôi. Cái gặp mình trời bá tám vô. Anh được đưa đứt tay cho em mình, nhìn ba anh được hết đó. Mình có cái bằng coi cái lọp nè. Mình coi cái ngắn nè. Đó. Trời ơi trời. Con cái gặp mình tám vô mà nó không chịu vô mà nó vô cái gặp này nhỏ xíu mà nó chen vô nè, tức chết chưa? 80. Ừ, 80 lưới 8 ly. 8 ly, còn tôi thì có 2. 8 vuông. Lấy ra. Khóc lóc gì? Trời ơi. Ra không được đúng chứ. Được chứ sao không? Chen chi mà dữ. Chen được thì phải vô được chứ. Ta đừng có vô, đi vô gặp có Hải không vô, đi vô gặp con Lao không. Gặp chen vô luôn ra luôn, chết nhỏ luôn. Chết nhỏ với ghe rồi. Nó phanh là mạnh ra cho ra. Ra. Ồ. Nhẹ, nhẹ thôi. Cưng quá. Cưng quá. Đó giờ mình trời ơi. Con nào thấy vậy đâu, cục vàng luôn. Ra cho mình coi cục vàng đựng nó coi. Trời ơi trời. Trời luôn. Rồi cái gột vậy không nổi ơi các kìa. Con vô vôi á, vô cá gì chứ hổ hạnh gì. Con vô được gắn sức mồ hôi luôn trời. Cái ganh tị gì sao á. Rồi bỏ vô anh đây. Rồi tạm biệt các bạn nha. Tại vì quá trời dài, clip dài các bạn. Trời ơi cái đầu của nó coi nè. Khủng hoảng luôn, anh nhét được vô cũng là tài. Căng cố gắng nhét vô bạn ơi. Căng cố chen vô đi. Chen vô đi. Vô ở đi mà về tới nhà thầy cho mày vô. À, ừ. Vô kho ở. Vô kho ở gì á. Lạnh cho nằm luôn á. Ừ. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời.
Chết nhỏ dưới ghe bạn ơi. Em thấy không? Đặt vô tụi nghiệp Hải. Thì mình đặt hết trơn, Hải lấy. Trời ơi, mình cười cái miệng mình khép là không được luôn bạn ơi, thông cảm nha. Cục phân còn khủng bố mà. Để vô cái, lấy cục phân để vô gặp tôi. Lấy hơi, lấy hơi hả? Hơi rồi, bắt tay chào tạm biệt cả nhà anh Hải ơi. Chào tạm biệt cả nhà, bữa nay mình hơi buồn nữa nha. Anh toàn hành không? Hình như có con ngựa hả? Có con ngựa, hành không, đâu có ba con hành, con ngựa à. Ba con hành anh đủ tiền rồi, anh có con hành nhất mà. Con nhất là trúng. Cũng được, có nhất thì trúng rồi mà. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye, đại lý quá nha. Dài nha bạn, chứ mình đang sướng dữ lắm, sướng, sướng rồi vợ ơi, vô một khúc rồi vợ ơi, vô sâu rồi, bữa nay trúng mánh. Cố gắng của Hải vậy mà đi ngủ một cây bên xuống đặt cho hết trời. Ừ. Mình buông tay ra mình cột này lại nha bạn. Mình tắt máy mình cột cái này lại nha. Bye bye. Bye bye. Bye cả nhà.